Bài học cho sự trung thực. Một hôm, bà trở về nhà với vẻ mặt vô cùng hớn hở, khoe với hai mẹ con ăn. Mình ơi, con trai ơi, nhà mình sống rồi. Bà đã tìm được việc làm. Nhà chủ rất yêu quý bà, con ạ. Là ai vậy mình? Sao mình xin được việc? Để tôi kể cho mình và con nghe nhé. Nhà An vốn nghèo lắm, bà quyết định lên Sài Gòn xin việc. Ở nơi thành phố xa lạ, ba một thân một mình, xin mãi mà không có việc gì để làm. Bà buồn lắm. Tôi đến, bà ra bến cảng xin một chân khuân giác để kiếm cơm qua ngày, nhưng không phải ngày nào cũng có việc. Một hôm, sau khi lang thang suốt mấy ngày liền, bà mệt quá, thiếp đi trước cửa một ngôi nhà giàu sang to lớn. Đến tối, khi quản gia mở cửa cho ông bà chủ nhà đi làm về, thì thấy ba An ngủ trước cửa, liền đánh thức dậy. Nhà anh đâu? Sao anh lại ngủ ở đây? Ba giật mình thức giấc. Tôi ở quê lên tìm việc mà chưa tìm được việc làm. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp ở đây. Vậy sao anh không về nhà ngủ? Tôi về nhà lại thêm một miệng ăn. Vợ con tôi sẽ đói. Anh có muốn ăn chút gì không? Để tôi vào xin bà chủ chút gì cho anh nhé. Nói xong, bác quản gia liền chạy vào nhà. Một lát, bác quản gia mang ra cho ba An một gói xôi. Cậu ăn đi, không đói. Cậu về đi, đừng ở đây, kẻo ông bà chủ thấy sẽ rầy tôi. Vâng, xin cảm ơn bác. Bà rời gót, rồi ghé vào một gốc cây, dở gói xôi ra ăn. Bỗng, bà cắn phải vật gì, cưng cứng. Một chiếc nhẫn hột xoan, chắc cái nhẫn này đắt lắm đây. Bà mơ về một bữa cơm thịnh soạn cùng vợ con, nhìn đôi mắt tròn xoe của An, gương mặt mừng vui của vợ, sao yêu thế. Sau một hồi suy nghĩ, ba bừng tỉnh. Không được, mình luôn dạy con giấy sách phải giữ lấy lề, dạy con phải trung thực, mà mình làm thế này thì... Sáng hôm sau, ba quay lại tìm gặp gia đình hôm qua đã cho anh gói xôi. Ông quản gia ra mở cửa. Bà nói: Chào ông, cảm ơn ông vì gói xôi hôm qua. Tôi ăn rất no. Tôi thấy chiếc nhẫn này trong gói xôi, tôi xin trả lại cho gia đình. Bà quay gót đi và cảm thấy vui trong lòng. Bỗng có tiếng gọi giật lại: Này cậu! Thì ra là bác quản gia của nhà nọ. Bà chủ tôi muốn gặp cậu. Ông quản gia dẫn ba vào nhà. Bà chủ mỉm cười và nói: Cậu là người đã trả tôi chiếc nhẫn. Vâng thưa bà. Đây là chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ tôi. Cách đây vài hôm, tôi nấu xôi, chắc đánh rơi trong ấy. Tôi tìm mãi mà không thấy, tôi nghĩ nó đã mất. Nói xong, bà chủ lại gần và nhét vào tay ba một cái phong bì. Có chút lòng thành tôi biếu cậu, cậu nhận cho. Không thưa bà, tôi làm việc này để không hổ thẹn với lương tâm của mình. Tôi phải cảm ơn bà vì bà đã cho tôi gói xôi. Nói xong, ba từ biệt ra về. Hai ngày sau, khi ba đang khuôn nốt chuyến hàng cuối ở bến tàu, thì bất ngờ ông quản gia đi đến. Này cậu, tôi tìm mãi mới gặp cậu, bà chủ muốn cậu trông coi kho cho ông bà. Thật không ạ? Bà chủ thấy cậu trung thực và thật thà, nên rất tin tưởng ở cậu. Bây giờ, cậu hãy đi theo tôi về nhà, và ngày mai bắt đầu công việc nhé. Mình ạ! Chủ nhà cho tôi 3 ngày về thăm mình với con. Ba ơi, vậy con vẫn được đi học đúng không ạ? Mẹ xoa đầu An. Đúng vậy con trai, từ câu chuyện của ba, con phải nhớ luôn phải sống trung thực trong bất kỳ hoàn cảnh nào con nhé. Bạn thân mến, bài học về lòng trung thực là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Thậm chí trong cuộc sống hiện nay, điều đó lại còn là một câu hỏi lớn. Sống trung thực đồng nghĩa với hy sinh, can đảm, trả giá, thậm chí đôi khi còn chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng để sống ý nghĩa hơn là việc chỉ lo được gì và mất gì.